cây của bác tí nhá. Cây roi đúng không ạ? Roi, roi nhỉ. Roi Bắc hay roi Nam đấy bác? Roi Bắc. Đẹp nhỉ. Cây này nhiều tiền không bác? Hơn 40. Sậu. Tiếp nhìn cái bệ. Nhìn như con gì cho đúng, con cún à, nằm à. Đẹp quá. Hơn 40. Cái roi rất đẹp, phong cách Tây miền Nam. Đây, có cái cao độ 1m, 1m1, 1m2. Có cái bệ nó rất là hay, rất là buồn cười. Cái đây nó cứ như là một cái con cún đang nằm. Con cún hoặc là con gì đấy, đại loại vậy, con thú đang nằm. Đang nằm và ngọc đầu đi. Phong cách của các bác miền Nam làm. Đi tìm cho bác hai lúa cái chậu mà không có. Ở Hà Nội chỉ có nhà quanh nội thành chỉ có nhà bác này nhiều chậu nhất nhưng mà cũng không có. Đây, cái bệ đằng sau cái này đẹp. Nó ra quả chi chít phê luôn. Rồi. Đấy gần. Cái tùng kim cương này bao tiền đấy? Cái đấy bán rồi đấy. À bán rồi. Ok. Cái này bán bao tiền ấy, không biết được không ạ? Mấy triệu. À, thế cũng rẻ nhỉ. Đẹp này, nhìn thấy yêu này. Nhìn nó rất thích mắt. Bởi cái lá nó nhìn nó rất là dễ chịu. Cái lá này. Còn thân đi, bệ đi cũng tạm. Thân thì nó non thôi. Non thôi nhưng mà dáng là nhìn rất là yêu, nhìn nó sạch sẽ. Sạch sẽ, mấy triệu thôi. Đấy, dân. Điều quyết. Tiếp con cóc, tiếp quả cây cóc. À có quả kìa. Cóc có quả. Bác nhìn này. Cái quả nó ở. Đấy, quả nó đâu rồi. Quả cóc. Cái củ nó kích này. Nhãn. Rất nhiều chậu nhưng mà lại không có cái chậu mình muốn tìm. Đời nó hơi cũ. Sung. Rất nhiều chậu. Đồn chậu thì thế giới đồn chậu. Nó cứ ra chợ Vạn Phúc có cả đồ cổ. Xưa này. Cái si này bao tiền đấy ạ? Bán rồi. À bán rồi. Quên này quen biết ở đâu rồi. Bán rồi. Đợt này mình ít cây nhỉ bác nhỉ? Trước bán hết rồi. Ít cây. Si đẹp. Vài năm nữa nó ôm lại thì đẹp. Châu.
Cái cây tùng này nhìn rất là yêu, nhìn nó thích mắt. Vượt cưới đẹp tượng kia. Cái vượt cưới này thì có vẻ hơi bị cớt. Nó cây đẹp. Đuối. Đuối. Cây túc, cúc đỏ, túc. Cây này đẹp. Cúc nó mà ra một lứa, cùng một lứa mà đỏ chót là thích lắm. Cũng vừa rồi bị cháy nắng. Có cháy nắng. Nắng. Độc tường thả nước và nổ thân rồi. Thích cái cây roi này. Mà thích mua thì ra chỗ chợ Vạn Phúc hỏi vườn Phú ba quán chuyên bán chậu. Tùng là hai con ốc sên hay ốc sên gốm hay rất ngộ, nhìn rất là ngộ. Vú sữa. Cây mai này. Mai gõ công này. Mai gõ công. Mai gõ công đẹp. Rất nu. Cái dòng này nó tệ nó vậy. Sinh ra u này như ung thư. Địa chỉ mua chậu rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Vô hình đẹp. Cái con này thật nhìn nó giống con nghé mà mới đẻ nằm ra ngẩng đầu lên ấy. Nó nhìn về cắt chuyển thân khá là to, nhưng mà dần dần nó lớn lên thì cây này nó biến, nó sẽ chỗ này nó sẽ hợp lý hơn. Hiện tại nó hơi đơ nhưng mà không phải là vấn đề lắm. Một cây rất là quái tự nhiên, lá nhỏ này. Mặt này rất đẹp. Cái phía gần này cũng đẹp. Chơi bonsai về tổng hợp chậu đôn đẹp cây thế này, cái nhìn rất là dễ chịu. Bonsai là cây trên chậu, thiên nhiên ở trên chậu, cho nên là nếu mà chơi chuyên ấy, thì phải có chậu có đôn đẹp. Lô cô em là chơi lô cô
Đấy. Hoa sứ. Cái gì đây? Si. 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 Số bác đang mua chậu đây. Giúp tôi sắp 10.